Mình khá chắc rằng khi chơi vị tướng Batman thì sẽ có rất nhiều anh em chơi theo phong cách như thế này. Anh vừa phải đúng 3 gậy nhá. Đằng sau chừa em nhá. Sao mà đó được? Ui, tao phải nhìn mày, tao chém mày chết. Một lối chơi gần như sẽ khiến cho tất cả những cái vị tướng xạ thủ hay là những cái vị tướng mà anh em cam vào nó sẽ bất lực hoàn toàn. Cứ mỗi khi gặp mình thì chắc chắn những cái vị tướng đó chỉ có hai phương án chọn. Thứ nhất, AFK trong tế đàn đã có thể bảo toàn tính mạng. Hoặc thứ hai là ra khỏi tế đàn và bay màu ngay lập tức. Sau khi những cái trận đấu như thế này kết thúc thì cái việc thứ hai anh em cần làm thì đó không phải là ấn tiếp tục một trận đấu tiếp theo, mà đó chính là tố cáo những người chơi mà đã được chúng ta chăm sóc đặc biệt. Thường thường thì sau khi Telnet feed 1 và 15 mạng thì chắc chắn cái tội cúi bị hạ sẽ là một cái tội mà anh em nên tố cáo hàng đầu, chắc chắn là sẽ được. Cứ anh em cam cho khoảng 1.15 hoặc là 1.10 hoặc là 0.10, nó cứ tầm đấy mạng thôi là đã đủ để tố cáo rồi. Và nếu trong cái giai đoạn trận đấu đấy, nếu mà người chơi đấy có cay cú và chửi chúng ta, thì chúng ta lại tích thêm một ô nữa, đó chính là vào cái ô lăng mạ. Kiểu như là mình bị oan, nó bị chửi trong game, và sau đó thì ấn tố cáo thôi. Ở đây thì mình sẽ bỏ cái phá game đi, mình sẽ tích vào ô lăng mạ, tại vì trong trận này thì Telnet cũng đã chửi mình. Đó và rồi, bây giờ thì uy tín của Telnet còn mỗi 92 thôi anh em ơi. Đó, một cái lối chơi cũng khá là hấp dẫn dành cho vị tướng Batman. Nhưng đây thì đó chính là đấu thường. Còn với cái việc đấu rank của anh em thì làm gì có cái chuyện nào ngon ăn như thế. Với đấu rank thì người chơi nó sẽ khác hoàn toàn so với đấu thường. Nếu đấu thường một trận chúng ta có thể cam vào một vị trí tầm 10 đến tận 20 mạng, đó là chuyện hết sức bình thường. Còn trong đấu rank thì sau khi chúng ta cam xong một mạng đầu, đến mạng thứ hai thì cái người bị cam chắc chắn là anh em. Người ta có thể quay trở lại và outplay hoàn toàn. Thế nên muốn chơi được trong rank và muốn bay được trong rank thì chắc chắn Batman phải có chiến thuật ban bích hiệu quả. Trong trận đấu này thì anh em đã nhìn thấy, team mình thì có Lorion và có mình. Ở đây thì team bạn sẽ có một sự lựa chọn, đó chính là lên giải hay lên mắt. Nếu mà lên mắt thì khắc được mình nhưng mà lại không khắc được Lorion. Còn nếu lên giải thì khắc được Lorion nhưng mà lại không khắc được mình. Gần như chỉ có một sự lựa chọn duy nhất dành cho team bạn. Hoặc nếu team bạn Big Void thì khắc được cả hai. Với Batman, việc đi đảo gank nó khá là quan trọng. Nếu chúng ta đi đảo gank nhiều và ăn được mạng thì anh em là một người gánh team. Còn nếu mà chúng ta đi đảo gank không thành công mà lại còn feed ngược lại cho team bạn thì anh em cũng đừng buồn, tại vì thất bại là mẹ thành công. Nhưng đó là trên lý thuyết nói thế. Chứ còn trong trận đấu liên quân, nếu anh em feed cho team bạn khoảng vài mạng thì cách tốt nhất để chúng ta có thể lật được lại thế cờ và chiến thắng được thì đó chính là ấn GG và làm trận mới. Tại vì chỉ có làm trận mới thì chúng ta mới có thể thắng được. Nhưng anh em cũng đừng quá là lo lắng, vì ở đây mình cũng sẽ đưa ra cho anh em một giải pháp để chúng ta có thể chơi tốt được vị tướng Batman. Batman thì ở đây cũng là một cái chất tướng có khả năng tàng hình rất là tốt. Và một cái điều rất là hay khi chơi vị tướng này, đó chính là trong quá trình tàng hình, nếu anh em ấn chiêu cuối hoặc là chiêu 1 thì chúng ta sẽ bị lộ tàng hình. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta ấn chiêu 2 thì sẽ không bị hiện hình. Từ đây thì chúng ta cũng có thể suy ra combo chuẩn của vị tướng Batman, đó chính là 2, 3 và 1. Đó chính là combo hủy diệt dành cho vị tướng này. Còn nếu trong trường hợp anh em phi chiêu 2 trượt thì thôi, đừng combo vội, chúng ta sẽ cố làm sao phi chúng trong những cái pha sau để có thể ăn mạng một cách dễ nhất. Người chơi Batman, người phi phi tiêu chúng sẽ là người thắng, còn người không phi phi tiêu chúng thì chắc chắn chỉ có người không phi phi tiêu mà thôi. Và video về vị tướng Batman của mình thì đây cũng là kết thúc mất rồi. Và nếu anh em nào thấy hay, xin mời anh em hãy để lại mình một like, đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình tiếp tục ra video khác hơn nhé. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye.